Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Gaming. Và ngày hôm nay bên Anna ra vòng quay, nó gọi là bố của các loại lươn luôn anh em ạ. Và đây là vòng quay quy đổi huy hiệu đấy, chứ mà nó có đấy từ 9499199 đến 9599 kim cương anh em ạ. Không biết là hôm nào quay ra 9599 kim cương không. Ok, trong vòng quay này thì mình có đó là cái mấy cái khẩu súng chính thì mình có rồi, trang phục chính có rồi, nhưng mà họ ra cho chúng ta khẩu MP40 có xuyên giáp và tầm xa. Nói chung đây là hình như đây là skin MP40 đầu tiên có khả năng xuyên giáp hay sao ấy. Đấy, và cái skin này thì ở bên server nước ngoài họ phát free từ 1 tỷ năm trước rồi. Bây giờ bên Ghana mới lôi ra bán. Thế này họ đã phát free từ cái đợt Free Fire World Series hồi tháng 4, tháng 5 năm nay rồi. Đấy, tức là cách đây 4-5 tháng rồi. Bây giờ mình lôi cái bán anh em ạ. Nào, tích cực quay tay, vận may sẽ tới. Trời ơi, toàn ra huy hiệu, chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Và ôi giời, new label, new label. Cái thêm vật phẩm này thậm chí còn không một chữ. Đấy, này chịu hẳn. Đấy, còn không có chữ thì chơi bời gì anh em. Đấy, không có chữ và new label. Và không có chữ thì chịu rồi. Và bó tay .com nó là cái kim cương anh em. Nó là cái kim cương ấy. Đấy. Úi trời, đây cứ mở ra new label sáng nay mở ra cứ tưởng game bị lỗi. Và ra nó là 9 kim cương với 49 kim cương anh em ạ. Đấy. Ông nào phải mở ra là 999 kim cương thì nó mới xom. Đấy. Nó mới gọi là xom anh em ạ. Chứ còn mở ra như này, nhưng mà thôi cũng được. Mở 199 ăn lại một ít thì cũng không tồi. Đấy. Mở lại mở một có 19 rồi mà. Ăn là 49 là lãi kim cương rồi. Đấy. Lãi một tí kim cương. Ok ra. Đấy, lại reset lại lucky. Và ra chả biết ra được bao nhiêu. Đấy, ra có 9 với 49 kim cương, nó reset lucky anh em ạ. Này có cái nịt, này có đúng một cái nịt luôn. Đấy là tỷ lệ ra huy hiệu khá là a đuổi, cũng toàn 1, 2 với 3. Đấy anh em để ý là tỷ lệ ra huy hiệu khá là a đuổi. Đấy, không ăn thua. Đấy, nó gọi là lom lom chom. Đấy, nó gọi là lom lom anh em ạ. Và lom lom. Đấy, ui dồi. Và round mở tiếp nào, tích cực quay tay, vận may có đến hay không. Chúc mừng, lại ra new label. Đấy, cái này tiếng Anh đọc là new label nha anh em nhá. Đấy, new label. Đấy, nghèo chất à. Đấy, mình học tiếng Anh nghèo chuẩn là phê. Được hẳn 9 kim cương anh em ạ. Thế mà nó reset lucky. Lươn vừa thôi nha anh cả dán nhá. Lươn vừa thôi. À, hôm nay bên Nana Free Fire chạy cái sự kiện đấy là phát free cái hành động. Phát free hành động enjoy cái moment này. Méo hiểu Ghana đặt tên cái hành động kiểu gì. Enjoy cái moment này. Enjoy moment này là hành động chipu à. Đấy, hành động chipu à. Và cái hành động này của người ta là hành động Justin Bieber. Nó là hành động ở tên tiếng Anh, nó là cái gì, groove ấy. Đấy, groove, new groove, music groove gì đấy. Tất cả kiểu gu âm nhạc ấy, các kiểu. Đấy, ông Việt Nam dịch enjoy cái moment này. Chả liên quan luôn, thề luôn. Và cái khẩu này hơi đắt nhỉ, 179 huy hiệu, quay từ nãy giờ mới được có mấy chục huy hiệu. Nói chung là anh cà rán đặt tên mấy cái hành động hay đặt tên mấy cái đồ nó bất kỳ quái hộ em cái ạ. Và anh cà rán đặt tên mấy cái đồ nó bất kỳ quái hộ em được không ạ. Và càng ngày đặt tên nó lại càng ảo ma Canada. Ông chú hải tặc, xong rồi cái gì nhỉ, cái phần mô tả với ông chú hải tặc hôm qua là cái gì, dậy đi ông cháu ơi, hãy cả hàng lại bàng. Bắt chen thì nó bắt chen vừa thôi, làm lố quá nó ô dề đấy. Và nói như thế mấy hôm nữa lại ra cái mũ ô dề hay là cái skin ô dề thôi. À, mấy hôm nữa lại ra mũ ô dề với hành động làm lố quá nó ô dề thì tôi phải nói với anh em là hết nước chấm. Đấy, bảo sao người ta gọi game game Free Fire nó là game gì đấy. Ok, mở ra quả lựu chiến binh rồi anh em. Thật ra thì tôi không đồng ý với cái chuyện là đặt tên mấy cái vật phẩm nó ô dề đâu. Đấy, đặt tên mấy vật phẩm nó lố, nó kiểu nó buồn cười ấy. Cái hành động của người ta, ông đặt tên là cái gì nhỉ? Enjoy cái moment này, thề luôn, nó không liên quan gì luôn. Đấy, mà quay từ nãy giờ vẫn đang chưa đủ ý hiệu này. Quay nãy giờ vẫn đang chưa đủ ý hiệu, mệt mỏi chưa? À chắc là đủ rồi nhỉ? Quên, mình quên mất không lấy cái cột bên tay phải. Cột bên tay phải là cũng đã được 20-30 cái ý hiệu rồi. Thế lại thừa à? À thôi, thừa nào được. Mình ngoài cái súng ra mình còn đổi một số cái khác mà. Ngoài súng ra cái này 180 này, 179 nữa gần 180 rồi. Tính ra là chỉ còn có 36 thì đổi được thêm cái hòm sát. Đấy là hết vẹo rồi, đổi thêm gì đâu. Cái xe 39 này. Mà méo hiểu sao cái đao tận 79 ý hiệu ạ? À? Vừa phải thôi chứ. Cái đao chiến binh hòa bình này thì nó cũng không phải là quá đẹp thật.
sắp tới chúng ta nhận được cái đau xịn. Sắp tới chúng ta nhận được cái đau sinh nhật 5 tuổi nó xịn hơn gấp 1 tỷ lần. Chả hiểu bỏ tiền ra vào cái đấy để làm gì. Đây, nếu mà anh em có lấy, tôi khuyên anh em chỉ lấy hai thứ, một là khẩu MP40 nếu anh em thích. Đấy, còn không thì anh em lấy cái bộ chiến binh hòa bình này, bộ này đẹp. Đấy, bộ này đẹp. Đấy, MP40 của anh em đây. MP40 đây, một tầm xa, một xuyên giáp. Khẩu này tôi cũng không biết là nó có mạnh hay không, nói chung là nó cũng không mạnh lắm. Đấy, nó không yếu mà nó cũng không mạnh. Đấy, nó không mạnh mà nó cũng không yếu anh em ạ. Và bộ chiến binh hòa bình này được cái hiệu ứng ở bên tay trái nó đẹp. Đấy, còn cái skin súng MP40 cũng không biết đánh giá như nào, nhưng mà tôi nói thật với anh em là có tiền thì đợi MP40 mãng xà, hoặc không thì ghé qua đó Aria Key Store, shop bàn tay nghe dành cho game thủ Free Fire. Đấy, ở đây thì anh em có thể mua rất nhiều các mẫu tai nghe cách âm chống ồn chuyên dụng để chơi Free Fire, chơi Liên Quân, chơi game P, chơi đủ tất cả các loại game. Đấy, mà tăng trình rõ rệt. Chứ còn mua khẩu MP40 kia tôi không chắc lắm là nó có mang lại cho anh em nó hiệu quả khi chơi game hay không. Và nói thật với anh em là tôi không chắc lắm về chuyện là nó sẽ có đủ khỏe để gọi là gánh cái team hay không. Đấy, bây giờ vào game test thôi, vào game test thôi. Ok, tỷ số này đang là 1-1. Tôi gánh team fort hết cả người. Đấy, MP40 đây anh em ạ. Đấy, ui xồ ôi, có 100 tiền thì mua cái gì ạ? Mua ngay quả lựu chim mồi, là mua cái gì nữa? Làm ngay quả lựu chim mồi, lựu mồi 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 chim nhỉ? Đấy, đồng đội mình vứt hẳn cái khẩu M14 này, mình xin. Có nên làm quả lựu chim mồi, lựu mồi chim không nhỉ? Đấy, tôi nghĩ là nên. Đấy, nên mua anh em ạ. Bờ xong rồi ném ra một góc, xong rồi địch nó chạy qua đấy thì mình qua mình móc lốp. Anh em thấy kế hoạch của tôi đỉnh không? Đấy, rồi, đấy nhá. Đấy, chúng mày sẽ chạy qua bên tay trái, tao sẽ đi qua bên tay phải, tao móc lốp. Đấy, chiến thuật mắm lộp. Đấy, tôi thấy tiếng chân đấy, địch bắt đầu bắn về hướng đấy rồi. Đấy, chúng mày chết đây rồi. Áo hồng một thằng đây rồi. Úi trời ơi, móc lộp phải sướng luôn. Móc lộp phải gọi là sướng luôn anh em ạ. Ui trời ơi, móc ba cháo, móc ngay ba cháo. Địch nó bắn căng anh em ạ. Bên cái thằng đồi bên kia bắn nó lưng mình đau đấy. Ai móc ngay ba cháo thành công, hợp lý không anh em? Quá hợp lý luôn, hợp lý như một quả bí. Và quá hợp lý cho đội bán bí. Nói chung là cái khẩu này nó cộng xuyên giáp mà nó không ảnh hưởng lắm đến hòa bình thế giới. Đấy, tôi nghĩ là anh em mua cũng được, mà không mua thì cũng không sao. Thật ra thì mấy cái skin MP40 khác nó cũng quá khỏe rồi. Đấy, anh em có mấy khẩu truy sát, anh em mua thêm khẩu này mang ý nghĩa là siêu tập thôi. Đấy, anh em mang ý nghĩa là siêu tập thôi, chứ còn nói thật là nó không ăn thua. Đấy, nói thật là nó cũng không giải quyết được cái vấn đề gì. Nào, một va đẩy lên đến vị trí của Rika Kia, streamer gà nhất Việt Nam. Mà nhiều thằng gà hơn tôi anh em ạ. Và nhiều thằng gà hơn tôi. Nào, đẩy lên. Xôi, quẩy lên nào. Đâu rồi, thằng nào loanh quanh đây không? Đây, đi trốn này anh em ạ. Và việc quan trọng nhất bây giờ là phải đi trốn. Đấy, việc quan trọng nhất bây giờ phải đi trốn ấy. Thì mình có mỗi 3 người, có thằng AG Hồng Ngọc là nó quýt rồi. Đấy, úi xời, tranh thủ cắn trộm mới phát. Đấy, canh thủ cắn trộm mới phát. Đấy, mày chạy đâu con sâu, chạy đâu sâu con. Tranh thủ làm thì cắn cơ mờ nó trộm. Đấy, úi xời, AG Hồng Ngọc khoan khia, chết hết rồi. 2-4 rồi, hóng rồi. Hy vọng mà mấy thằng địch có đừng có chạy qua đây. Đấy, mấy thằng địch chạy qua đây tôi hơi phiền đấy. Và bạn ạ, kìa ơi, chúng ta lại đẩy qua bên tay trái. Thế thì mình đành phải dã như dã gạo thôi. Ui, cái gì đây? Hai thằng, đấy, dã như dã gạo luôn anh em ạ. Đấy, ôi, bạn ơi. Vâng, bạn ơi, bạn làm gì đấy? Và bạn nào đẩy qua đây? Nó lại không đẩy qua đây anh ạ, đẩy qua đằng kia. Đây, bạn đẩy qua đằng kia. Ui xùi, RTGF hiệp của team hình bắn uy tín đấy nhỉ. Triple kill, nó gọi là triple kill anh em ạ. Ok, sau một ván thi đấu óc chó này, team mình đã bị team địch nó gỡ lại tỷ số 2-3, không ổn rồi. Đấy, không ổn rồi. À, ok, lựu đạn các kiểu đã điểu lại, vẫn MP10 thôi. À, đi theo tôi, tại vì team tôi nó cứ đi lẻ, team có mỗi 3 người, địch thì nó lại bắn nghiêm túc. Đấy, nếu mà đi lẻ ấy, ở trong trường hợp mà địch nó bắn ngáo nghiêm túc mà mình móc lốp của nó cơ, giống như là cái game trước cơ. Đấy, nhưng mà có phải là ván nào cũng móc lốp ở đâu anh em? Ván địch nó mà đi cùng với nhau thì móc bằng lọ. Đấy, móc 1-2 thằng thôi, móc nào được cả 3-4 thằng. Đấy, cân 3 cân 4 à. Đấy, cân 3 cân 4 này chưa biết là phun hoa. Đấy, ok, ui chui ở đây đấy, chui ở đây thôi. Nào, mấy thằng địch có chạy ở đây không? Đấy, một là địch nó sẽ đi cầu thang bên trong nhà, hai là địch nó chạy cầu thang bên ngoài nhà. Đấy, cứ canh thôi. Nào, ui thằng khoan kia lại chạy ra ngoài bắn chết bây giờ. Ui Hồng Ngọc bị nó bắn chết rồi. Địch nó vẫn chưa vào nhà anh em ạ. Đấy, WAZ Akatsuki. À, kinh quá nhỉ. Akatsuki cơ đấy.
Akatsuki hội sát thủ trong Naruto. Mấy hôm nay tôi đang xem lại Naruto anh em ạ. Ô kìa, thằng áo hồng nó chạy lên kìa. Thằng áo hồng, ui đông tệ. Thêm một cháu nữa và quẩy nóng luôn. Này thì hồi sinh này, hồi trinh này và hồi sinh với chúng tôi. Trời ơi. Và cứu, ok, cứu ông đội phát nhở, quên từ nãy giờ quên không cứu ông đội đấy. Ok, đứng lại ở kia để nó bắn tôi thế anh em đấy. Rồi và múa làm gì, cứu đi múa làm cái gì, và khổ thật đấy. Chà đây win chặt rồi, chà đây win chặt rồi anh em ạ. Đấy anh em thấy không, thì cái khẩu MP40 nó cũng khá là đuổi thôi, anh em đừng có mặn mà gì lắm cái khẩu này. Mua thì mua mà không mua thì cũng không sao đấy, mua thì mua mà không mua thì cũng không mua đấy. Ok bắn nó, hay quá thì mình thịt luôn nó rồi, thật là chiến thắng Buya. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Riaki, đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để đẹp trai và đứa xinh gái nhá. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye bye.